thông điệp nhân ái từ hỏa tinh. Sư phụ hội thảo với nhân viên truyền hình Vô Thượng Sư vào ngày 18 tháng Giêng năm 2009 tại Los Angeles, California, Hoa Kỳ. Chào, kính chào sư phụ. Được chưa? Dạ ơi, quý vị đẹp quá. Dạ, sư phụ đẹp quá. Thưa sư phụ, chúc mừng năm mới các con. Chúc mừng năm mới. Hôm nay dịp gì đây? Trước tiên, sư phụ kính yêu nhất chúng con vô cùng tri ân sư phụ đã dành chút thời giờ quý báu đến với chúng con hôm nay. Cảm ơn sư phụ đã giao ân với sự hiện diện từ ái và xinh đẹp của Ngài. Tấm gương trí huệ và từ bi của Ngài tiếp tục dẫn dắt chúng con và thế giới vào một thời đại hoàng kim hòa bình. Chúng con mong đến ngày đó với sự trợ giúp đầy ân đức vô điều kiện của Ngài, khi mọi chúng sinh trên tinh cầu này sẽ được trân quý và sống trong một thiên đàng vui vẻ gọi là địa cầu. Xin cảm ơn sư phụ. Cảm ơn quý vị đã mời tôi. Quý vị khỏe không? Dạ rất khỏe, cảm ơn sư phụ. Dạ rất khỏe thưa sư phụ. Tốt. Chúng ta làm việc lâu hơn chút nha. Dạ. Vì lợi ích của người khác, được không? Dạ. Rồi để coi mình sẽ làm gì nữa. Dạ được. Trước khi bắt đầu, tôi xin nói vài lời. Cảm ơn quý vị. Quý vị cũng có nhiều ý kiến hay và quý vị siêng năng và có lòng cống hiến. Đây là điều vô cùng tốt cho quý vị và tốt cho địa cầu. Chúng ta hãy hy vọng ngày tháng qua quý vị tiến bộ rất nhiều. Tôi rất hãnh diện với quý vị và cảm ơn quý vị. Cảm ơn sư phụ. Tôi có thể làm gì cho quý vị hôm nay? Có câu hỏi gì không? Trên thông tin gần đây, khoa học gia NASA nói rằng mây metan được phát hiện gần đây trên hỏa tinh có thể được tạo ra bởi địa chất và thậm chí tạo ra bởi các hoạt động có liên quan đến sự sống trên hành tinh. Chúng con cũng đã phỏng vấn tiến sĩ Michael Mayer của chương trình thám hiểm hỏa tinh của NASA về vấn đề này, và ông nói rằng số lượng khí metan mà họ thấy có thành vùng nó đã được tạo ra hoặc phóng thải gần đây. Tuy nhiên, ông nói điều lạ về những khám phá này là họ không biết nguyên nhân của việc này. Chúng con rất vui khi biết tin này về hỏa tinh. Thưa sư phụ, trong buổi hội thảo với trung tâm Hán Thành, Đại Hàn, sư phụ đã hứa có dịp nào đó sư phụ sẽ nói chi tiết về hỏa tinh, nhất là về sự khủng hoảng hành tinh của họ khi xưa. Chúng con vẫn chờ đợi sư phụ khai thị từ lúc đó. Tôi có hứa hả? Được rồi, hứa là hứa. Không sao. Tôi không nói ai nghe. Tại có mấy lý do. Lý do thứ nhất là người Đại Hàn chưa bao giờ hỏi tôi nữa. Nên tôi quên. Ngày nào cũng bận. Nuôi chó, nuôi chim, này nọ, cộng tu nữa, vân vân. Một lý do nữa là tôi e rằng người địa cầu sẽ tìm tòi muốn kiếm những người còn sống sót ở hỏa tinh. Có thể không thuận lợi cho họ lắm đối với đời sống của họ. Một lý do nữa là tôi phải xin phép họ coi có nên tiết lộ hết những gì quý vị muốn biết về họ không, thì tôi được họ cho phép. Nhưng tôi quên khuấy mắt. Tôi đi nghiên cứu đôi chút việc này với người hỏa tinh. Có ghi xuống, nhưng lâu rồi, nó cứ nằm lộn chung với mấy công thức nấu ăn của tôi và đủ thứ tài liệu khác.
Nhưng nếu quý vị hỏi, tôi sẽ ráng tìm câu trả lời đúng nếu nó có ghi trong ghi chú. Và nếu quý vị kiên nhẫn, tôi sẽ giải đáp thỏa đáng. Chịu không? Dạ, cảm ơn sư phụ. Cảm ơn Ngài. Chúng con có rất nhiều câu hỏi. Thứ tự nhiên, câu hỏi đầu tiên là chúng con xin được biết đích xác điều gì đã xảy ra cho người hỏa tinh. Đích xác điều gì đã xảy ra hả? Ôi chào. Nói mấy cái đó lâu lắm. Nhưng ta sẽ ráng coi thử. Tài liệu đó ở đâu? Nhưng quý vị phải kiên nhẫn nha. Dạ, cảm ơn sư phụ. Lâu rồi không có thời giờ sắp xếp gì cả, như là theo thứ tự mẫu tự. Để xem đích xác chuyện gì đã xảy ra. Rồi, chuyện xảy ra. Okay, it happened khoảng 40 triệu năm về trước. Wow. Đại nạn hủy diệt đã xảy ra 40 triệu năm về trước. Có lẽ quý vị hỏi chi tiết hơn chút rồi tôi sẽ giải đáp từng câu, vậy được không? Dạ được. Tại nếu quý vị cứ hỏi như vậy, tôi phải viết nguyên cuốn sách. Quý vị hỏi từng câu không phải ABC cùng một lúc thì nó hơi khó tìm trong mấy tài liệu ở đây. Quý vị tôi viết ở trong trạng thái nửa thiền, giữa đêm, phải viết ngoạc ngoạc, dưới ánh đèn nho nhỏ, sợ làm thức giấc mấy bạn chó, mà không tập trung được, này nọ. Cho nên từ từ giùm nha. Dạ. Rồi, quý vị hỏi nữa đi. Rồi mình sẽ tìm ra. Thưa sư phụ, có ai sống sót không? Và bao nhiêu người sống sót? Có người sống sót, có người sống sót. Số người sống sót đầu tiên là khoảng 2 triệu người. Bây giờ họ có khoảng 5 triệu 800 ngàn người. Làm sao họ sống sót được? Để nghĩ coi, để coi còn có gì khác. Ok, đây rồi. Đúng rồi. Số người sống sót cuối cùng lúc đó là 2 triệu. Người hỏa tinh sinh sống ở đâu và bằng cách nào? Họ sống dưới lòng đất, sống cần kiệm, tái dụng và thiền về tâm linh. Chắc tôi có kể người đại hàng nghe một chút rồi. Họ sống ở đâu? Tôi xem lại cho quý vị. Họ sống ở đâu? Những người sống sót. Trước tiên, họ sống ở vùng ít ô nhiễm hơn. Có những lỗ hổng ít ô nhiễm trên hỏa tinh lúc đó, đỡ độc hơn. Họ sống sót và bắt đầu góp nhặt những thứ vụn vặt. Rồi họ vào những cái hang động dưới đất và họ đào hầm sống dưới đó. Những người sống sót, từ từ họ liên lạc với nhau trong thời gian 20 năm tới khi đa số mọi người liên lạc với nhau được. Đầu tiên là bằng thần giao cách cảm, dĩ nhiên. Rồi tới phương tiện vật chất, rồi họ tập hợp lại đào thêm những đường hầm sâu hơn, những cái động dưới lòng đất, sắp xếp thoải mái thành những cộng đồng. Còn gì để nói với quý vị nữa không? Họ ở khoảng 1/3 hỏa tinh, bây giờ ở gần với nhau. Và họ xây đường xá này nọ. Đây. Họ bắt đầu đào hầm và những khoảng trống lớn trần cao khoảng 10 thước. Giữa mặt đất và trần nhà cách khoảng 10 thước, một phần của nó dưới lòng đất. Họ có 5 tầng ở giữa. Họ tìm được nước sông ở dưới lòng đất và họ ở gần đó. Đa số người sống gần nước ngầm.
Tôi bảo quý vị rồi, đừng hối quá, vì tài liệu của tôi nằm khắp tinh cầu. Dạ. Còn gì nữa, họ sống ở đâu và sống như thế nào? Có thể còn một vài tài liệu nữa. Trước kia họ sống hơi xa một chút và phân tán khắp hành tinh ở dưới đất. Nhưng bây giờ họ tụ lại với nhau. Nhưng bây giờ họ ở tụ lại gần nhau như là cùng một miền và sống chung như một quốc gia. Cha, để tôi coi còn tin gì nữa không? Trước khi quý vị hỏi câu khác. Dạ được, vì tôi có ghi chú, không phải là theo ABC hay là sắp xếp thứ tự gì. Thật ra tôi không có thời giờ. Tại quý vị muốn biết thì tôi cố gắng tối đa. Chắc chỉ có vậy thôi. Quý vị có thể hỏi nữa đi rồi mình tìm thêm tài liệu. Cảm ơn sư phụ. Kính chào sư phụ. Quý vị khỏe không? Dạ khỏe, cảm ơn sư phụ. Thưa sư phụ khỏe không ạ? Rất tốt, khỏe lắm. Còn có vài câu hỏi thưa sư phụ. Xin mời. Có phải tình khám phá mới nhất của NASA về khí mê tan liên quan đến người hỏa tinh sống dưới lòng đất? Có thể, có thể. À. Vì họ phải bơm khí độc từ sinh hoạt của họ dưới lòng đất lên mặt hỏa tinh để họ khử độc và thanh lọc không khí họ thở. Cảm ơn sư phụ. Câu hỏi kế là người hỏa tinh đã sống dưới lòng đất từ bao lâu rồi? Từ sau khi nạn đại hủy diệt trên hỏa tinh, họ bắt đầu sống dưới lòng đất mãi từ khi đó. Thì ra vậy, cảm ơn sư phụ. Những người hỏa tinh hiện thời đang sống dưới lòng đất, họ có biết điều gì đã xảy ra trong lịch sử hành tinh của họ không? Họ có được kể lại, họ truyền lại kiến thức về những xảy ra trên hành tinh của họ cho con cái cháu chắt họ, dù là đã 40 triệu năm rồi. Họ lưu lại lịch sử về những chuyện xảy ra khi xưa cho con cháu biết cách chăm sóc những gì họ có mà đừng bất cẩn, đừng phá hoại như vậy nữa, mà phải ăn ở nhận đức đạo hạnh hơn. Họ phải sống như vậy. Dạ, thưa sư phụ. Trong lúc hành tinh bị hủy diệt đó, họ chết như thế nào? Ồ, thê thảm lắm. Để coi. Trận đại hủy diệt đến, họ chết. Không phải chỉ loài người trên đó mà con thú vật nữa. Họ chết vì hai khí độc chính. Đó là hydrogen sulfur và nitơ oxit, cộng thêm khí metan là khí thứ ba. Nhưng hydrogen sulfur và khí metan từ gia súc đã bắt đầu làm nóng khí hậu, rồi mới thúc đẩy thêm những khí độc khác từ ngoài biển, từ các hàn băng và sông băng ở hành tinh của họ, giống như những gì đang xảy ra cho địa cầu chúng ta hiện nay. Để xem còn gì cần. Tôi xem lại nha. Okay. Chờ một chút. Okay. One moment. Xem lại coi còn I'm gì nữa không. If anything else. And, họ chết đau đớn, không chết nhanh, mà chết lần chết mòn. Người và vật chịu đựng khoảng 4 ngày mới chết. Cái chết rất đau đớn, ngộp thở, chết lần chết mòn. Sự hủy diệt đó sẽ ra quá nhanh, không ai giúp được ai cả. 90% dân số, kể cả thú vật, chết. Sau đó một thời gian, thêm 5% nữa chết. Rồi một thời gian nữa, 3,8% cũng chết. Chỉ còn lại 0,2% là thoát. Khoảng 2 triệu người đi vào hang động dưới lòng đất. Rồi họ đào sâu hơn, dài hơn, sống cạnh dòng sông dưới lòng đất.
Họ sống còn bằng cách đó. Coi còn gì nữa không? Chắc có vậy thôi. Còn gì nữa thì tôi sẽ nói sao? Con xin được hỏi một câu cuối cùng. Người Hóa Tinh hiện giờ có tìm cách tái phục hồi tinh cầu của họ trở về tình trạng nguyên thủy không? Họ không làm được, không làm được. Loài người không thể tái phục hồi hành tinh bị phá hủy bởi tai họa như thế này. Nhưng hành tinh sẽ tự nó hồi sinh một cách tự nhiên. Việc đó cần 1 triệu năm nữa để xem. 1 triệu năm nữa, Hóa Tinh mới có thể sinh sống được. Những bụi cây nhỏ sẽ bắt đầu mọc, rồi tới cỏ dại, cỏ, rồi tới cây ăn trái, vân vân, sông, suối và biển sẽ bắt đầu hình thành trở lại. Dần dần người và vật sẽ có thể định cư trên mặt Hóa Tinh nữa. Tôi nghĩ có vậy thôi. Không còn gì nữa. Thank you very much, Master. You're welcome. Cảm ơn sư phụ nhiều lắm. Còn cái gì? Chưa hài lòng thì quý vị hỏi thêm để được giải thích nha. Dạ. Yes, Master. Kính chào sư phụ. Hi, chào. Master. Hi. Con chỉ muốn bàn thêm về đời sống trên Hóa Tinh ra sao. Xin sư phụ cho biết lúc nào và làm sao người Hóa Tinh đi lên mặt đất. Họ thỉnh thoảng lên khi nào cần thiết. Để coi còn tài liệu gì cho quý vị không. Họ lên mặt đất chỉ khi nào thật sự cần thiết. Trong những chiếc xe bọc kính, nhưng họ có xe bay để quan sát trên mặt hành tinh hoặc thăm viếng nhau ở các thành phố xa hơn, không có nối liền, những nơi không có đường xá nối liền với lòng đất hoặc không thể có đường xá. Họ ra ngoài để cung ứng và chuyên chở vật dụng cho nhau. Chà, ngạc nhiên quá. Để coi còn gì nữa không, cho nó chắc. Xin hãy kiên nhẫn. Dạ. Yes, Master. Yeah. Ước gì tôi sắp xếp đàng hoàng mà nó như vậy hết. Xem nè, yêu ý ta không? Mà khác nhau nữa chứ, vì viết những lúc khác nhau. Không thể nào. Nhìn nè, thấy không? Thậm chí không có thời giờ mà làm hết một lúc. Nghiên cứu thế này không phải làm trong một lúc thiền là xong. Thỉnh thoảng nó đến. Đôi khi do mình cố tình, đôi khi họ cho mình biết mà không cần hỏi, tôi quên mất và không có thời giờ làm. Để nó trong túi sách mang đi lung tung từ đó tới giờ, quý vị tin nổi không? Bây giờ quý vị hỏi tôi mới lấy ra. Cảm ơn sư phụ. Còn nữa đây. Khi du hành, họ đeo bình dưỡng khí. Cái này mới tìm ra. Đeo bình dưỡng khí. Rồi họ đeo mặt nạ. Đi xe cách nhiệt rất tốt. Chắc chắn vậy rồi. Tưởng tượng được, phải không? Rồi, gì nữa nè. Họ có công viên lớn với bông hoa, cỏ cây. Cao nhất là khoảng 3 thước thôi. Nhà cao nhất khoảng 3 tầng. Nên nhớ họ đào đường hầm khoảng 10 thước và cao 5 tầng lầu. Nên họ cần chút khoảng trống trên nóc nhà. Nên họ có nhà cao nhất là 3 tầng. Phần nhiều ở cạnh sông. Chỉ có nhà bằng đất thôi. Nhà đất. Không có nhà bê tông, không nhà xi măng. Cảm ơn sư phụ. Ta đang tìm, làm ơn kiên nhẫn, kiên nhẫn. Bận quá nên quên mất. Tin này phải mấy ngày mới tổng hợp được. Chắc có bấy nhiêu đó thôi. Sư phụ có nhắc đến bình dưỡng khí. Thật ra đó là câu hỏi kế của con muốn hỏi. Người Hóa Tinh thở bằng cách nào? Trời ơi!
Tôi biết họ thở bình thường. Nhưng tài liệu về thở lâu rồi có ghi xuống. Họ sản xuất dưỡng khí bằng những kỹ thuật đặc biệt mà theo thời gian họ đã sáng chế từ nước ngầm. Họ tái dụng nước nhiều lắm, tái dụng không khí nữa. Mỗi khi làm được, dĩ nhiên họ lọc không khí được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Như tôi đã nói, họ sống dưới lòng đất, nhưng ở vùng đỡ ô nhiễm, cho nên họ lọc không khí sau đó để dùng bất cứ gì dùng được. Và họ sản xuất dưỡng khí từ nước ngầm chỗ họ dùng. Họ bơm lên khí methane và những thứ khí khác lên mặt quả tinh. Có lẽ vì vậy mà mới đây khoa học gia tìm thấy một số mây methane hợp lý lắm. Dạ, đúng vậy. Con xin hỏi, người hỏa tinh có chính phủ gì? Chính phủ gì hả? Họ có hầu như là loại hệ thống phi chính phủ như chúng ta có. Mọi người họp lại bầu những người trí huệ cao, tuyệt đối vô điều kiện, thương yêu đáng kính, đáng tin cậy. Dĩ nhiên, trong chính phủ của họ không có hối lộ và thậm chí không có tư pháp. Mọi người sống trong tình thương kính và hòa thuận, tôn trọng luật pháp của hành tinh. Để xem còn gì nữa không. Cho nên không có xung đột, không có tranh chấp. Mọi người tự do đi lại. Muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, và dĩ nhiên họ biết làm gì. Họ không làm những việc phá hoại hoặc thương hại đến người nào trên hành tinh và có hại cho hành tinh. Dù sao, cái gì cũng miễn phí, cho nên không ai trộm cướp gì cả. Để xem, chính quyền. Chính quyền không kiềm chế người dân, vì dân có kỷ luật. Như một số chính quyền hạn chế nên có bao nhiêu con cái, vì địa cầu chúng ta có nạn nhân mãn. Có người ăn nhiều quá, thành ra người địa cầu sợ đói, sợ cướp, này nọ và chiến tranh, nhưng trên đó họ không lo vấn đề đó, vì họ chia sẻ mọi thứ. Mỗi gia đình tự động có một, hai hoặc là ba đứa con là tối đa. Họ dùng những phương pháp ngừa thai khác nhau, họ không dùng thuốc viên, họ dùng cách thiên nhiên. Họ không có thuốc ngừa thai, không có chuyện phá thai. Họ sống chung với nhau như bạn đời, không có hôn nhân gì cả, như kiểu phải đi ký giấy giá thú này nọ. Để có giấy tờ hôn thú như mình ở đây. Nhưng họ chung sống vì thương và lòng tương kính và cam kết như bạn đời trọn kiếp. Ở đó không có ly dị. Wow. Nghe như thiên đàng. Tốt, quý vị thích sống ở đó không? Dạ, được vậy, tốt. Ok, cưng. Để xem có gì nữa không. Đang kiếm chỗ quý vị. Tôi vẫn đang tìm. Như ta đã nói, họ chọn người nhiều trí huệ, chúng sinh khai ngộ, làm lãnh đạo. Họ là những người hạnh phúc. Đôi khi ta thiếu sót gì đó, nhưng cho quý vị biết chỗ này, chỗ kia. Tài liệu của tôi đâu rồi? Chờ một chút. Kiên nhẫn nha. Tôi xem qua mấy cuốn của tôi. Xin sư phụ cứ từ từ. Mấy ghi chú nhỏ và sách của tôi. Lúc này họ đang có một nữ hoàng. Chà. Chà, họ có nữ hoàng. Nhưng trước đây không lâu họ có vua. Họ có thể có vua và nữ hoàng, không hề trọng gì. Những vị này được chọn vì trí huệ, vì thành quả tâm linh của họ. Họ được chọn vì kiến thức bên trong, không phải do diện mạo hoặc do quảng cáo trong công chúng. Cho nên, người lão thành, người có trí huệ cao, vị thầy khai ngộ sẽ ngồi nhìn bên trong xem ai xứng đáng nhất. Có thể chọn bất cứ nơi nào, nhà nào, con đường nào. Không phải là do thừa kế, do nhân tố di truyền, hoặc là gen.
hoặc là dòng dõi gia đình. Cho nên nó có thể đổi hoài. Bất kỳ ai, ngay cả phu quét đường, cũng có thể làm vua và nữ hoàng nếu họ đủ khai ngộ, có trí huệ và đạo đức. Đó là tiêu chuẩn làm lãnh tụ trên quả tinh hiện nay, vì họ được chọn do kiến thức bên trong, do trí huệ thiền định. Không ai có thể gạt bằng lá phiếu hoặc hối lộ cử tri. Không ai mua chuộc cử tri. Không có ai có đảng phái này nọ. Không đảng phái, ngoài trừ những người có trí huệ. Không có đảng phái chính trị. Có lẽ còn chút ít nữa cho quý vị để tôi xem nha. Đang xem. Dạ. Để xem, để xem. Bây giờ họ có tất cả như một quốc gia với hội đồng trí huệ dẫn dắt họ trong hầu hết mọi vấn đề. Vậy là có một nữ hoàng và một hội đồng. Phải, nữ hoàng và hội đồng trí huệ nữa. Để xem còn gì ở đây nữa cho quý vị không. Tôi nghĩ chỉ bấy nhiêu thôi. Vậy vai trò của nữ hoàng là gì? Nếu họ không bảo người quả tình phải làm gì? Lỡ như có người cần được khuyên gì đó chẳng hạn, hoặc nếu có gì họ có thể làm để cải thiện lối sống cho dân, vậy thôi, không có gì phủ định. Nữ hoàng có đó cho dân, khi nào họ muốn hỏi gì thì hỏi. Bởi vì nữ hoàng và hội đồng trí huệ có trí huệ cao, không phải công dân nào trên quả tinh cũng có trí huệ cao như họ. Họ giống như một người lãnh đạo, một vị thầy, một người bạn, cố vấn viên. Hội đồng trí huệ không phải được chọn theo tuổi tác, không phải vì lớn tuổi hơn, không phải được chọn lựa vì tuổi tác mà vì trí huệ và đẳng cấp tâm linh. Mình không thể gọi đó là chính phủ, mà chỉ là một nhóm cố vấn và nữ hoàng. Ai được chọn vào cái cơ bằng chính phủ này, họ có việc để làm. Không phải họ đó để lãnh lương. Họ không lãnh đồng lương nào. Họ sẽ có giống như mọi người khác. Không có cảnh sát, quân đội, vũ khí. Họ có những điều luật mà mọi người tôn trọng và tuân theo. Không có thắc mắc gì về quyền hạn của chính phủ. Không có cách mạng, không có chuyện đó. Cho nên thật ra, nơi họ ở rất hài hòa. Sư phụ có định ngày nào đó viết sách về người hỏa tinh không ạ? Không, không, cưng. Nếu có thời giờ, trời ơi. Quý vị nói giỡn. Tôi nghĩ viết được ba quyển sách về thú vật cũng đủ là mình hóa điên rồi. Bây giờ dù có muốn làm mình hóa điên cũng không có thời giờ. Gia hiểu, ngày nào cũng bận quá chừng. Thật ra chúng ta không cần viết sách về hỏa tinh, viết để làm gì? Quý vị muốn tôi viết sách để làm gì? Hào hứng quá à. Lý thú lắm ạ. Hào hứng à. Ôi trời ơi, ok. Nhưng bây giờ đang nói quý vị nghe hết tất cả những gì quý vị cảm biết. Thành ra tôi nghĩ khỏi cần sách, đúng không? Dạ, cảm ơn sư phụ. Không có chị. Không có câu hỏi thì sư phụ. Ok. Người hỏa tinh trong họ như thế nào? Họ trông giống như quý vị. Thật vậy sao? Họ giống như chúng ta. À, tương tự như chúng ta, nhưng họ trông đẹp hơn. Trông họ khỏe mạnh hơn, sáng sủa hơn, và dễ thương hơn. Trông họ thanh tịnh hơn, thư thái hơn. Gương mặt họ phúc hậu hơn. Đa số chúng ta ở địa cầu. Và sống thọ bao lâu? Họ có thể sống đến 200 tuổi. 200 tuổi. Đa số họ thọ lắm. Họ không có áp lực, hiểu không cưng? Họ không có áp lực. Họ không có nhiều ô nhiễm mang lại những tác nhân gây lão hóa sớm. Cuộc sống của họ hài hòa, an lạc, yêu thương nhau. Mọi người hợp tác với nhau.
tôn trọng đời sống và giúp đỡ nhau bằng bất cứ cách nào. Họ chia sẻ mọi thứ. Đây là một lối sống cao đẹp, cho nên họ sống lâu là lẽ dĩ nhiên. Cảm ơn sư phụ. Một điều nữa, dù họ cũng già như chúng ta, nhưng họ già một cách thanh nhã. Dù thật là nhiều tuổi, trong họ vẫn rất trẻ trung. Trong họ trẻ cho đến ngày từ trần, trẻ hơn mình nhiều lắm so với người cùng tuổi ở đây, chẳng hạn. Quý vị sẽ không bao giờ biết được tuổi của họ khi nhìn họ. Trẻ lắm, họ trẻ rất lâu. Kính chào sư phụ, quý vị khỏe không? Dạ, con khỏe, cảm ơn sư phụ. Cảm ơn sư phụ, sư phụ đẹp quá. Cảm ơn cưng, cảm ơn sư phụ đẹp quá. Trinh, tôi ráng đẹp cho quý vị đó. Cảm ơn sư phụ, làm quý vị vui lên. Dù trong phàm thân này chúng ta không sống được lâu, nó tạm bợ thôi, nhưng nhìn những cái đẹp, những cái dễ coi cũng tốt, đúng không? Dạ đúng rồi. Nó làm mình vui lên như những đóa hoa, như ánh dương, hoặc những con vật dễ thương. Nó giúp mình lên tinh thần một chút. Cho nên, tôi muốn làm quý vị vui lên, tôi biết ở đó. Quý vị làm việc cực nhọc, nên tôi muốn trông đẹp về quý vị. Cảm ơn sư phụ, cảm ơn. Còn cái gì? Chúng con thương sư phụ, chúng con thương ngài lắm. Cảm ơn cưng. Con có câu hỏi. Nói đi. Người hỏa tinh ăn gì? Có phải họ ăn chay hết không? Phải. Gần như người nào cũng thuần chay. Họ ăn mỗi ngày một hoặc hai ba lần là tối đa. Nhưng họ chỉ ăn một phần tư số lượng trung bình mà chúng ta ăn mỗi ngày thì cầu. Họ là những người hạnh phúc, không ăn nhiều như vậy. Họ nấu bằng điện, không có khí đốt, không có lửa ở đó. Nhiệt độ luôn luôn giống nhau, cho nên đa số rất khỏe mạnh. Thời tiết với lòng đất hỏa tinh luôn giống nhau. Họ có một thiết bị để điều khiển thời tiết. Họ không làm việc cực nhọc như chúng ta ở đây. Họ không bị áp lực vì cuộc sống, cho nên thật tình không cần nhiều thức ăn như vậy. Họ ăn rất ít và khỏe mạnh. Xem còn gì nữa không? Để xem. Họ ăn ngũ cốc giống như mình. Vài loại giống, không phải tất cả các loại giống như mình. Canh tác của họ phần lớn trồng trong nước. Họ có cây ăn trái. Thậm chí họ có dầu ăn. Họ có dầu ăn từ ngũ cốc để nấu. Xem còn gì nữa không? Chờ một chút. Vì họ ăn chay. Khi họ sống sót lúc đầu, họ có hệ miễn nhiễm mạnh hơn nhiều lắm. Vì vậy mà 2 triệu người này trường chay hết, thật vậy. Hoặc là thuần chay, những người sống sót. Những người cuối cùng sống sót. Sau khi mọi người đã chết, 90% trước và rồi tới 5%, rồi tới 3,8%, những người cuối cùng chỉ có 0,2% sống sót. Họ là những người ăn chay và thuần chay vì hệ miễn nhiễm của họ mạnh hơn. Đó là nói về mặt thể xác, nhưng quý vị biết rồi, đó là nhân quả, phải không? Họ có nhân quả tốt. Họ đạo đức và xứng đáng, lý do là vậy. Cho nên, đời nào họ cũng sống sót và họ tiếp tục trường chay. Chỉ có trên dưới 2 triệu người ăn chay và thuần chay lúc đó. Nhưng họ không có người sống bằng không khí, không có người sống bằng trái cây và mặt trời. Nhất là bây giờ, họ không có người sống bằng ánh mặt trời. Cảm ơn sư phụ. Không có chi. Người hỏa tinh có bao giờ bệnh không? Không, họ không bị bệnh. Lỡ tôi quên, để xem sao. Để xem lại cho cưng. Không, họ rất hạnh phúc. Họ không có bác sĩ ở đó.
Họ không có y tá, không có bệnh viện. Họ không có thuế má, không có nhà tù, không có tiền tệ. Không có những gì mà chúng ta có ở đây gây phiền toái, áp lực. Mọi người đóng góp theo khả năng của họ một cách chân thành và vui vẻ. Họ chia sẻ bất cứ gì mình có. Mỗi người có tài năng đặc biệt hoặc chuyên môn. Và họ chia sẻ mọi thứ họ có với nhau. Không có mua bán nào đó. Trong một từ trường như vậy, dĩ nhiên, quý vị sẽ vui vẻ, sống lâu, không bệnh tật. Cảm ơn sư phụ. Và câu hỏi nữa, người ngoại tình có cần làm việc vì sinh tồn như chúng ta hoặc vì lý do gì khác không? Họ làm lại công việc gì? Không, không, họ không cần làm việc. Để xem còn gì nữa không? Họ không cần, như ta đã nói. Mọi người làm việc tùy theo khả năng và tài nghệ của họ. Họ đóng góp và chia sẻ với nhau bất cứ gì họ có. Cho nên họ không cần phải làm việc để sinh tồn. Nhưng họ có làm việc. Họ làm việc một cách tự nguyện và tự do. Vì lợi ích bản thân và mọi người. Để đóng góp cho xã hội, đất nước của họ. Nhưng họ không gọi đó là làm việc. Họ làm vui vẻ. Không ai bị ép làm việc vì tiền. Do đó họ làm việc hết sức tận tâm và hết sức vui. Họ làm vì muốn làm. Không có chính phủ ở đó để đánh thuế. Cho nên không có việc phụ trội. Giờ phụ trội. Không áp lực. Không chủ nhân. Không gì cả. Mọi người làm chính xác những gì họ muốn làm. Bất cứ lúc nào và việc gì họ muốn. Bởi vì ai cũng rất kỷ luật. Họ tin tưởng lẫn nhau, chính quyền tin tưởng họ. Và họ tin tưởng cái kêu bằng chính quyền. Do đó, không có sự phóng trị. Mọi người làm việc thật lòng, thành tâm, thích đáng, tự do và vui vẻ, hiểu không? Dạ, cảm ơn sư phụ. Tôi mới thấy gì nữa nè. Họ chia sẻ mọi thứ, không có giàu nghèo. Không ai sở hữu nhiều hơn ai. Mọi thứ đồng đều. Họ mặc y phục đơn giản. Họ có nếp sống đơn giản. Ăn uống đơn giản. Họ làm việc tùy theo khả năng và đối đãi tất cả bình đẳng. Họ không có chợ. Nhưng họ chia sẻ mọi thứ. Họ chia sẻ công việc và chia sẻ tất cả hàng hóa với nhau. Vì họ là những người rất có tâm đạo. Rất tâm đạo, có đức hạnh và khuôn phép. Họ học từ những lỗi lầm tiền nhân họ gây ra. Họ học từ thảm họa của tinh cầu của họ. Họ làm việc với nhau như một dân tộc. Họ rất có tâm đạo, nhất là những người sống sót. Cho nên nhân tố DNA và truyền thống sự thiện lành cứ truyền xuống từ thế hệ này sang thế hệ khác. Cảm ơn sư phụ. Không có gì. Tôi nghĩ có vậy thôi. Họ làm gì để giải trí? Quý vị nghĩ họ làm gì? Họ có máy thu thanh, có máy truyền hình. Họ nghe máy thu thanh để biết chuyện gì đang xảy ra giữa cái thành phố của họ và giữa những người dân. Họ có mạng lưới truyền thông như chúng ta có. Tốt hơn, nhanh hơn. Nhanh hơn nhiều, nhiều lắm. Ở đây đôi khi chúng ta phải đợi hàng giờ để tải xuống. Dù tôi có mướn hệ thống mạng lưới tốt nhất, cũng vẫn phải chờ lâu mới tải xuống hay tải lên một số tài liệu. Nhưng ở đó nhanh hơn, giống như là đưa cái gì vô là cái đó có đó. Gần giống như điện tính, hoặc là như quý vị sao một lá thư vậy thôi, rất đơn giản. Bấm đúng nút là mọi thứ chạy ra lẹ, bấm đúng nút là mọi thứ được tải xuống, bấm đúng nút là mọi thứ được tải lên. Cũng như quý vị đang nói hoặc đọc, nó chạy ra. Giống như máy sao, điện tính hay điện thư, đọc ngay được. Họ có truyền hình. Họ có truyền hình với thần sư. Tôi nói đùa. Có thể họ đang xem đó. Có, họ đang xem.
Trời ơi, họ đang xem truyền hình vô thần sư. Tin không? Họ thích đài này lắm. Họ rất thích. Bây giờ tôi mới biết. Tôi chưa có hỏi chuyện này. Bây giờ quý vị hỏi, vì quý vị hỏi. Tôi nói đùa. Họ mới có. Chúng ta đang xem nãy giờ. Như vậy rất hay. Đối với tôi, đó cũng là một sự bất ngờ đầy thú vị. Cảm ơn câu hỏi của quý vị. Tôi không nghĩ tới chuyện đó. Đâu có nghĩ là họ có thể xem truyền hình liên hành tinh được. Trời ơi, hàng triệu dặm xa. Họ có kịch, có rạp hát, họ có hài kịch như chúng ta. Họ cũng có thể thao, nhưng không có thể thao bạo lực. Thể thao của họ phần lớn rất lành mạnh và không bạo lực. Họ có thể hoạt động như leo trèo, bơi lội, chạy đua, vũ múa, thể dục thẩm mỹ. Nhưng họ không có tiêu khiển chẳng hạn như xiếc, quyền anh, hoặc là thú vật chạy đua, thú vật đánh nhau, hay người đấu với nhau. Không như vậy. Không có chuyện ngược đãi người hoặc vật. Tất cả đều vui, khỏe, lành mạnh, nhân từ và tử tế. Người thắng và bại bắt tay ôm, hôn nhau lúc kết thúc. Không có thù hận giữa họ, không bao giờ. Không có cạnh tranh như là tôi phải thắng, anh phải thua, không có chuyện đó. Mọi thứ đều chân thật, chơi cho vui. Để xem còn gì nữa bị bỏ sót cho quý vị. Tôi nghĩ có vậy thôi. Cảm ơn sư phụ. Cảm ơn sư phụ thật nhiều. Không có chi, không có chi cưng. Tôi rất vui. Nhờ câu hỏi của vị mà tôi biết là họ đang xem truyền hình vô thần sư. Mình đâu nghĩ tới để mà tìm câu trả lời này. Ngay câu hỏi này tôi cũng không hỏi. Vì có quá nhiều tài liệu đi vào. Tôi nghĩ chắc chỉ có bấy nhiêu thôi. Tôi đi vào và đi ra nghiên cứu. Không thể ngồi đó hoài được. Đôi khi mấy con chó, đôi khi tới giờ đứng dậy, đôi khi tới lúc đi ra ngoài làm việc khác. Có lẽ trước kia họ có gửi tôi tin này, nhưng tôi bỏ sót trong lúc đi vào đi ra. Vậy cảm ơn quý vị nha. Câu hỏi rất hay. Tôi biết quý vị hãnh diện. Tôi vẫn còn một ít tài liệu nữa. Hy vọng câu hỏi của quý vị thích hợp. Kính chào sư phụ. Chào. Khỏe không kinh? Dạ khỏe, cảm ơn sư phụ. Thưa sư phụ, người hỏa tinh dùng phương tiện gì để giao thông? Họ có giống như xe cáp, trà xem bàn như bên Đức, tất cả đều bằng điện. Họ có xe bay công cộng và tư nhân. Họ có xe đạp, tất cả đều miễn phí cho mọi người. Ai cần cứ việc lấy dùng, không ai sở hữu gì cho riêng mình trên hỏa tinh hiện giờ. Xe, máy bay, tất cả đều miễn phí. Họ có thể đi bộ nữa, xe bay hoặc bất cứ xe cộ nào họ có. Hình dáng hơi tròn, không phải hình vuông như của chúng ta. Họ nghĩ nó sẽ giảm sức cản. Xe sẽ bay và xoay chuyển nhanh hơn, dễ hơn. Bởi vậy mà họ làm nó tròn. Nếu quý vị có bao giờ thấy đĩa bay, thì nó gần giống đĩa bay mà họ chụp một số hình ảnh trước kia. Loại xe này nhanh lắm, rất nhanh, rất nhanh. Nhanh nhất là khoảng 300 dặm một giờ. Xe tư nhân và xe nhỏ chậm nhất là khoảng 100 dặm một giờ. Đó là khoảng 500 cây số một giờ, chiếc nhanh nhất.
Họ không có đĩa bay không ạ? Tôi đã nói rồi, loại này giống đĩa bay. Ý quý vị là họ có xuống đây bằng đĩa bay không hả? Dạ, hoặc họ đến có hành tinh khác không? Không, không. Họ không đến chúng ta. Họ có đến hành tinh khác không? Không. Họ mãn nguyện ở chỗ của họ. Xe của họ và mọi thứ giống như hình dạng đĩa bay, như cái đĩa tròn, để giảm sức cản không khí, bầu khí quyển, để nó nhanh hơn. Vì vậy mà họ có thể quay lại thật dễ. Trong hệ thống chúng ta, xe cộ hình vuông, hầu hết là vuông. Khi muốn vòng lại, mình phải dè tới dè lui, dè ra phía trước. Mất thời giờ, chạy chậm hơn vì sức cản không khí. Đó là theo tôi nghĩ, tôi không phải khoa học gia. Đừng nghe tôi nói, nhưng họ chế xe tròn để giảm sức cản và quay lại dễ hơn, dê lùi này nọ. Quý vị có thể tưởng tượng, tại thành phố họ nhỏ hơn và họ sống dưới lòng đất, cho nên xe hơi phải tiện lợi và tròn, không góc, không cạnh, dễ cho họ lèo lái, quay lại. Có phải họ cũng di chuyển bằng vô tuyến? Có thể nào họ nghĩ họ ở một nơi khác rồi họ đến đó không? Bằng cách nghĩ thôi. Một số họ có khả năng này, nhưng không phải ai cũng có. Thành ra họ cần phương tiện chuyên chở công và tư. Họ có kỹ thuật nào đó không? Nhiều cái họ có, chúng ta cũng có. Có điều nó hay hơn, nhanh hơn và chất lượng tốt, không bị hư thường xuyên như những cái chúng ta có ở đây. Không có vi khuẩn trong máy vi tính của họ, không có máy xe hư chẳng hạn. Rất hiếm, rất hiếm. Những gì họ sản xuất dùng được rất lâu. Họ có điện thoại, mạng lưới điện toán như ta đã nói. Họ có máy thu thanh. Dĩ nhiên có thần giao cách cảm và di chuyển bằng vô tuyến. Thưa, loại năng lượng gì như năng lượng mặt trời, năng lượng hạt nhân, năng lượng ánh sáng, năng lượng điện tử? Họ dùng loại năng lượng gì? Năng lượng mặt trời là không có rồi. Họ không có mặt trời dưới lòng đất. Họ có mặt trời nhân tạo, rất dễ chịu và không làm rám da. Và họ có thể tắt và mở mỗi khi họ cần. Họ cũng có mặt trăng cho ban đêm, ánh sáng rất dịu cho ban đêm. Họ có điện miễn phí, như kiểu của Tesla. À, điện miễn phí. Họ phát minh điện và dùng điện miễn phí, không như chúng ta. Phải có dây cáp khắp nơi và cần dụng cụ và quá nhiều các phức tạp cột điện và hóa đơn điện này nọ. Ở đó họ dùng điện lực miễn phí. Cảm ơn sư phụ. Không có chi. Tin hay, một số người họ tin vẫn còn sống sót. Những người tốt, những người đạo đức họ sống sót, nhưng không thể sống theo cách trước kia. Họ dưới lòng đất và họ phải tái chế mọi thứ, nước, rau, từng thứ nhỏ nhỏ mà họ có, khoảng 6 triệu người thôi. Điều này cũng có thể xảy ra cho chúng ta, có thể xảy ra cho mình như vậy. Chúng ta có thể phải sống dưới lòng đất để sinh tồn và tái chế dưỡng khí, tái chế rau, tái chế nước và tiết kiệm, tuyệt đối chia sẻ mọi thứ như người hỏa tinh. Dù sao, tôi hy vọng người địa cầu không tìm ra được nơi họ ở. Tôi không muốn họ tìm ra được. Có thể gây họa cho họ nhiều hơn lành. Nếu chúng ta đào họ lên, họ sẽ chết. Họ không có đủ dưỡng khí. Họ không còn quen sống trên mặt đất nữa. Ở dưới đó an toàn hơn, vì hỏa tinh vẫn chưa sống được. Những người sống sót trên hỏa tinh, trên dưới 6 triệu người, họ là người tốt, ăn chay, thực hành đạo đức thiên đàng. Họ là những người vô cùng tử tế.
Họ khoảng đẳng cấp thứ tư, và họ tiếp tục như vậy, tương tự như những người hiện sống dưới lòng đất trên địa cầu chúng ta. Họ rất tự lập, rất cần kiệm, rất mạn túc, và rất thiền về Thượng Đế, thiền về tâm linh. Họ nhờ vậy mà sinh tồn. Kính chào sư phụ. Chào. Khi sư phụ nói chuyện với truyền hình vô thường sư vào tháng 7 năm 2008, sư phụ có đề cập rằng đa số người hỏa tinh sống dưới lòng đất là chúng sinh cảnh giới thứ tư. Tại sao một linh hồn tự do lại chọn tái sinh để sống dưới lòng đất? Vì một linh hồn sẽ tái sinh ở bất cứ nơi nào vì những lý do khác nhau và mục đích khác nhau. Đôi khi thích giúp người khác, đôi khi để phát triển sự hiểu biết tâm linh, đôi khi vì nhân duyên, và đôi khi có thể là nhân quả. Linh hồn không hề sợ, không hề kén chọn nơi nào để tái sinh, nơi nào để sống. Chỉ sau khi tái sinh vào một thân thể rồi, chúng ta mới bắt đầu than phiền này nọ, bởi vì linh hồn sẽ bị giới hạn, cảm thấy ngột ngạt. Nhưng linh hồn trước đó không hề kén chọn chỗ họ đi. Họ cứ đi nơi nào họ phải đi, nơi nào nên đi hoặc là nào muốn đi. Có thể nào khi hỏa tinh bị tiêu diệt, một số người có thể đã xuống địa cầu để sinh sống ở địa cầu và bắt đầu nền văn minh chúng ta ở đây? Không, không, cưng. Không ai xuống đây hết. Họ yên chỗ của họ. Họ đã tốt hơn ở đây. Có điều trong quá khứ, khoảng 40 triệu năm trước, hành tinh của họ phát triển quá nhanh, kỹ thuật tiến bộ quá nhanh, và sự phát triển của họ hoặc tiến bộ về vật chất, tiến bộ về kỹ thuật thiếu quân bình với sự biết về tâm linh và kỷ luật. Vì vậy, hành tinh của họ bị tiêu diệt. Nhưng những người sống sót, họ biết giá trị của đạo đức và sự tu hành. Và vì vậy, họ hợp lại và sống với nhau rất tốt. Mặc dù họ không có nhiều như chúng ta có đây, nhưng họ có đầy đủ và họ hạnh phúc với nhau. Thậm chí họ không muốn đến đây. Xin lỗi, họ không muốn chúng ta. Không như quý vị đọc chỗ nào đó như là người ngoại tinh đang tìm cách xâm chiếm chúng ta, đang theo dõi địa cầu mình. Không đúng. Ít nhất quả tinh không muốn địa cầu mình. Họ thật sự không muốn. Cảm ơn sư phụ. Con thích áo của sư phụ có chữ viết trên đó. Cảm ơn. Cảm ơn kinh. Tôi cũng thích áo của chị mà. Cảm ơn sư phụ. Lòng nhân tạo hả? Dạ phải. Sư phụ thiết kế. Ồ, tôi hãnh diện. Là quý vị thích. Áo rất ấm. Con ngạc nhiên là ấm đến như vậy. Phải rồi, nấu gì hay, không cần lông thú. Nó còn ấm hơn lông thú và nhẹ. Rất là thoải mái. Con mượn áo này từ người khác và con muốn có một cái áo cho mình. Ok, có nó thì cứ việc hưởng. Kính chào, sư phụ vừa nói, người hỏa tinh xem truyền hình vô thường sư. Họ có nói sư phụ là họ thích tiết mục nào nhất trong truyền hình vô thường sư không ạ? À? Tôi đã nói họ thích. Thưa, họ thích tiết mục nào nhất? Tôi không có hỏi. Họ không có tiết mục thích nhất, họ thích tất cả. Tôi nghĩ họ lịch sự thôi. Thật tuyệt. Con không biết là họ xem truyền hình vô thường sư. Đó là tin lớn cho chúng con. Tôi cũng không biết, thành thật mà nói. Con hiếu kỳ muốn biết người hỏa tinh làm thế nào để liên lạc với nhau. Tôi đã nói rồi, họ có điện thoại, có mạng lưới điện toán. Có điều nó nhanh hơn, họ có thằng giao cách cảm. Họ cũng đi bộ đi liên lạc với nhau, tưởng tượng được không? Thăm nhau trong các thành phố dưới lòng đất. Họ cũng lên trên mặt đất, trong xe cách ly của họ, để thăm viếng nhau và giao đồ. Vậy mọi người đều có khả năng thần giao cách cảm, hay chỉ là một số chúng sinh cao đẳng nào đó thôi? Không, không phải tất cả. Không phải ai cũng có khả năng thần giao cách cảm. Chỉ một số người. Một phần tư số người hỏa tinh có khả năng thần giao cách cảm.
vào lúc đầu khi họ được sống sót. Bây giờ chắc cũng biết ít nhiều. Đó là cách họ liên lạc với nhau thời gian đầu sống sót. Bây giờ cũng tương tự. Đây là điều đến tự nhiên. Họ không có đặc biệt trao dồi loại thần thông này. Hoặc có, hoặc không có thôi. Họ không bận tâm nhiều. Đây là họ có ngôn ngữ. Ngôn ngữ của họ phát âm ra làm sao? Tôi không biết nói cái gì làm sao. Không phải tiếng Anh, đương nhiên. Không phải tiếng Trung Hoa, tiếng Tây Ban Nha. Không phải tiếng Pháp. Mà là tiếng Hoa Tinh. Theo câu hỏi kế của con, cây cối, thú vật hoặc bông hoa của người Hoa Tinh ra sao? Họ có phong cảnh đẹp không? Có, họ có một số hoa viên lớn, giống như công viên và có bụi cây và bông hoa. Nhưng tôi đã nói cây cao nhất khoảng 3 thước. Vì họ không thể trồng lớn hơn vậy. Họ cũng có hoa và có công viên như vườn hoa cho mọi người thưởng ngoạn. Đa số thú vật chết trong khi hoặc sau lần đại hủy diệt. Để xem có tài liệu chính xác hơn không. Tôi không nhớ hết những thứ mình ghi xuống. Chờ một phút. Đây rồi. Cảm ơn sự kiên nhẫn của quý vị. Họ có một số thú nuôi trong nhà. Những con không có tên ở địa cầu. Không như những con chúng ta có. Họ có một số thú vật có thể sống dưới lòng đất. Hơi khác hơn ở đây. Họ có một số chó, một số bò. Hỏa Tinh chỉ có 32 con bò, kể cả bò đực và bò con. Bò được đối xử như các thú vật khác, như thú cưng và hay những bảo vật quốc gia. Họ không gây giống một cách bất bình thường cho nó gia tăng. Họ chỉ muốn giữ khoảng con số đó. Chó cũng tình trạng đó. Nhưng họ không có chim, không có mèo. Nhưng họ có một số thú vật mà chúng ta không có. Tôi không thể giải thích ở đây. Như vậy họ cũng giao tiếp với thú nuôi bằng thần giao cách cảm. Phải, họ có thể giao tiếp. Tôi vừa mới nói đó cũng tương tự vậy. Khoảng 1/4 họ có khả năng thần giao cách cảm. Họ cũng có điện thoại nên không cần phải ráng học thần giao cách cảm chi nhiều. Cảm ơn sư phụ. Không có chi. Thú vật nào sống sót là vì chúng sống sót cùng với bạn người của chúng đã mang chúng xuống dưới lòng đất với họ. Rồi từ đó thú vật sinh sản thêm. Thú vật rất quý báu, họ không có nhiều như chúng ta có ở đây. Họ có số lượng thú vật rất giới hạn. Kính chào sư phụ. Chào. Sư phụ trông như nữ hoàng. Cảm ơn quý vị. Câu hỏi của con là trên Hỏa Tinh, họ có các tôn giáo hoặc pháp tu hành khác nhau không? Không, không. Họ không có tôn giáo khác nhau. Họ chỉ có pháp tu hành và đồng nhất. Một pháp đơn giản. Họ dùng pháp môn nào để cầu thông với Thượng Đế? Họ tọa thiền. Họ tìm Thượng Đế bên trong chính họ, ánh sáng bên trong chính họ, từ trường biến thành chấn động lực bên trong chính họ. Có giống như pháp Quán Âm của chúng ta không? Có, họ tu pháp đó. Đó là pháp họ tu, pháp Quán Âm. Không chỉ riêng Hỏa Tinh, mà cả hệ thống hành tinh đáng giá.
trong vũ trụ, tu pháp Quán Âm, nơi nào có người, bất cứ nơi nào có người, nơi đó họ tu pháp môn Quán Âm. Và người tu pháp môn Quán Âm này trên hỏa tinh trước khi hủy diệt. Và những người tu pháp môn Quán Âm, những người đã trường chay và đức hạnh là những người sống sót. Vì vậy mà dòng dõi của họ còn tiếp nối đến ngày nay chưa hề bị gián đoạn. Họ đều là những người tu hành và tu pháp Quán Âm. Như vậy có minh sư nào hiện đang hỏa tinh không? Họ có hai vị minh sư thuộc cảnh giới thứ năm. Dĩ nhiên, phải không? Đó là điều tất nhiên. Những vị minh sư quá khứ của chúng ta như Đức Phật, Chúa Giê-xu, tiên tri Mohammed có đến viếng hỏa tinh vào thời đại khác và quảng bá giáo lý của các ngài không? Nếu có thì các ngài có thành công trong việc giảng giải đó không ạ? Không. Các vị minh sư này không cần đến hỏa tinh vì họ đã có truyền thống tốt đẹp của pháp môn Quán Âm, dòng dõi tâm linh được truyền xuống từ thời tổ tiên của họ. Cho nên những minh sư này chỉ đến hành tinh nào không có di sản tâm linh phong phú, những nơi có người cần sự có mặt, sự gia trì và giáo lý của các ngài. Minh sư không đến hành tinh nào đã ổn định, có kỷ luật và đạo đức. Hỏa tinh không cần minh sư nào nữa. Trước trận hủy diệt có một vị minh sư dạy pháp môn Quán Âm, cho nên mới có khoảng 2 triệu người theo học với vị minh sư này. Để xem đó là nữ hay đó là nam minh sư. Do đó mà những người này sống sót và họ đã học bài học của họ và đã ghi xuống cho tất cả con cháu triệt để noi theo pháp môn tu hành và nếp sống đạo đức này. Họ đã ghi chép toàn bộ sự hủy diệt, tất cả những thảm cảnh, tất cả những đau đớn, thống khổ của người trên hành tinh để con cháu không bao giờ quên. Họ thậm chí có một tượng đài ghi chép những nguyên tắc căn bản chúng ta phải noi theo. Và có một số tượng đài nhắc nhở người ta về thảm cảnh đó nếu họ không tuân theo người hỏa tinh. Đó là một bài học rất đắt, rất đau đớn. Rất đau đớn. Nhưng ít nhất họ đã học. Thưa sư phụ, có bao giờ sống trên hỏa tinh chưa? Không. Không. Tôi thậm chí chưa viếng qua. Chỉ có vài lần liên lạc bằng thằng giao cách cảm. Sau lần quý vị có câu hỏi, tôi có vài lần liên lạc bằng thằng giao cách cảm và chỉ có bấy nhiêu. Họ không cần tôi ở đó. Cảm ơn sư phụ. Cảm ơn. Không có chị thương. Kính chào sư phụ. Chào. Kính chào. Chào quý vị, khỏe không? Dạ khỏe. Con có một câu hỏi. Sư phụ nói rằng họ đang xem truyền hình Vô Thượng Sư. Như vậy, họ có thể biết rằng chúng ta hiện thám hiểm hành tinh họ, phải không? Quý vị có hứng thú với chuyện họ thích truyền hình của quý vị. Phải, họ biết. Họ biết. Họ có biết rằng chúng ta có người máy thám hiểm hành tinh họ hiện giờ không? Có, họ biết. Trong tương lai, chúng ta có thể cũng lên đó nữa. Họ sẽ phản ứng thế nào khi thấy chúng ta đến đó? Họ sợ hãi khi biết người máy của chúng ta ở đó. Dĩ nhiên, nếu chúng ta đến đó, họ sẽ càng sợ hơn. Họ sẽ ẩn trốn, họ sẽ ẩn mình. Bởi vì họ sợ có lẽ bị lây nhiễm từ chúng ta về vật chất, về tâm linh. Họ sợ chúng ta. Họ sợ sự xâm lăng của chúng ta. Dạ, cảm ơn sư phụ. Cảm ơn các chị. Câu hỏi kế của con là, có người hỏa tinh liên lạc viễn thông với chúng ta chưa? Chỉ vài lần. Với một số chúng sinh đặc biệt trên hành tinh này, do một số nhân duyên hoặc lý do đặc biệt nào đó, họ không muốn liên lạc với chúng ta chút nào, họ thậm chí không muốn đến đây.
bởi vì là người nghĩ rằng ơi hỏa tinh muốn xâm lăng địa cầu. Không có gì xa sự thật hơn vậy. Họ không thích lối sống của chúng ta. Họ không có sự đề kháng cho ô nhiễm của chúng ta. Vì vậy, họ sợ chúng ta. Họ hài lòng được để yên, sống lối sống của họ và tu hành. Họ vui vẻ nơi họ ở. Họ thậm chí không muốn liên hệ với chúng ta bằng thần giao cách cảm, trừ phi thật sự cần thiết, hay theo cách thật sự hữu ích và vô hại. Họ biết chuyện chúng ta đến đó, nhưng họ ẩn trốn. Bởi vậy, loài người không thể tìm thấy họ. Cảm ơn Ngài rất nhiều, thưa Sư Phụ. Không có chi. Kính chào Sư Phụ. Chào. Câu hỏi của con là, người hỏa tinh có biết về Sư Phụ không? Họ biết, họ biết. Chúng tôi có liên lạc bằng thần giao cách cảm vài lần. Họ làm sao biết về Sư Phụ? Làm sao? Họ thậm chí xem truyền hình của dị cưng. Họ biết rất nhiều điều chúng ta không biết. Họ thậm chí không cần đến đây để biết. Họ có thần giao cách cảm. Họ có tâm linh thăng hoa. Họ có trí huệ. Họ có thể du hành không cần xe. Họ du hành bằng tâm linh. Họ biết khắp mọi nơi, ít nhất là những hệ thống hành tinh chung quanh. Như vậy, họ cũng biết rằng Sư Phụ đang ở trên địa cầu và sứ mạng của Ngài không? Có, họ biết, và họ rất kính trọng. Họ thật kính trọng chúng ta. Đồng thời, họ có thông điệp gì cho chúng ta, nhất là khi họ biết chuyện gì đang xảy ra với chúng ta ngay lúc này? Họ biết, họ biết. Phải. Họ không thể giúp chúng ta, bởi vì họ biết điều gì đã xảy ra cho họ trước kia. Họ thậm chí có thể đi ngược về quá khứ. Nhiều người họ có thể du hành trở về tiền kiếp như 40 triệu năm trước để biết điều gì đã xảy ra cho hành tinh của họ. Không chỉ đọc lịch sử của tổ tiên, mà họ có thể đi ngược về tiền kiếp và biết mọi điều. Cho nên họ biết điều gì đang xảy ra cho địa cầu, gần giống như những gì đã xảy ra cho họ. Dĩ nhiên, họ không giúp được. Họ biết họ không thể giúp, nhưng dĩ nhiên họ có một thông điệp. Có hai thông điệp. Thông điệp thứ nhất, từ Hội đồng Người dân. Và chỉ có ba chữ từ họ. Sống đạo đức. Thông điệp thứ hai, từ chủ tịch của người dân. Ông nói, cứu nhà của dì trước khi quá muộn. Cứu nhà của dì trước khi quá muộn, họ nói vậy. Cảm ơn Sư Phụ. Đồng thời, người hỏa tinh có thể thành Phật trong một kiếp không? Một số họ có thể, một số có thể. Cũng như mọi nơi khác, họ phải nỗ lực cho điều đó. Tốt quá, cảm ơn Sư Phụ. Không có chi. Tôi sắp hết tài liệu rồi. Tôi đã gặp dấu tất cả rồi. Tôi hy vọng quý vị không hỏi thêm gì nữa. Rồi, tôi phải đi và xem xét các việc nữa. Được, chờ một phút. Chờ một phút. Để tôi xem. Họ cũng mong chúng ta đừng đến. Tốt nhất chúng ta đừng đến tìm họ. Bởi vì chúng ta sẽ giết họ bằng sự ô nhiễm của mình, mà họ không có hệ miễn nhiễm để chống lại. À, tôi hy vọng loài người sẽ không bao giờ tìm thấy họ. Tôi cũng ngần ngại đưa ra tất cả tài liệu này trước kia. Nhưng tôi hỏi họ, và họ nói không sao, bởi vì có thể sẽ rất hữu ích cho địa cầu. Họ rất tử tế, phải không? Rất tử tế. Họ nghĩ là người sẽ không thể tìm thấy nơi họ sống dù trong trường hợp nào. Họ nói vậy. Kính chào Sư Phụ. Có nhiều sách đề cập đến loài người sống dưới lòng địa cầu. Kính xin Sư Phụ khai thị thêm.
Tôi có nói về việc đó lúc trước, phải không? Dạ. Vậy còn gì khác quý vị muốn biết? Cứ hỏi tôi một câu hỏi cụ thể được không? Đó không là người hóa tinh. Không, không, không phải. Đó là con người như chúng ta. Họ có khoảng 5 triệu sống rải rác khắp địa cầu, dưới lòng đất, tại các quốc gia khác nhau. Họ rất tiến bộ về kỹ thuật. Vì vậy, họ có thể sống dưới lòng đất, không có vấn đề gì cả. Họ ăn chay trường, rất thiền về tâm linh, và là người rất hiền hòa. Họ là người vô cùng hiền hòa. Cảm ơn Thượng Đế, bởi vì họ tiến bộ hơn chúng ta và rất mạnh, thuộc giống người khỏe và mạnh, nhưng họ vô cùng hiền từ và nhân hậu. Họ có lối sống tự do. Sự sống ở đó không giới hạn, không có luật lệ ngăn trở gì cả. Họ rất tự do, gần giống người hỏa tinh. Họ không có ý định liên lạc với chúng ta. Cho nên đừng lo lắng, đừng lo và đừng hy vọng. Họ đôi khi có đến nhưng chúng ta không biết. Họ đến như một người bình thường chúng ta. Nếu họ cần điều gì đó, một số vật liệu sống để xây một số kỹ thuật cần thiết. Họ đôi khi có đến nhưng quý vị không biết vì họ nhìn giống chúng ta dù thế nào. Họ sẽ mặc cùng thứ, họ hòa vào. Quý vị không bao giờ biết khi nào họ đến, không bao giờ biết lúc nào họ đi. Quý vị sẽ không bao giờ tìm thấy nơi họ sống. Họ có một kỹ thuật cao đến nỗi có thể che giấu lối vào của họ để không ai tìm được, không ai phát hiện được, bởi vì họ muốn được an toàn, tránh loài người trên mặt đất. Loài người dưới lòng đất lo sợ loài người trên mặt đất. Quý vị tin được không? Họ muốn ở riêng họ, vì họ biết chúng ta là gì ở đây. Họ thích sống trong an bình, trong môi trường và nếp sống tâm linh. Thật không như chúng ta đây. Họ thích sống hòa hợp với định luật vũ trụ, yêu thương, hòa bình và hợp tác với nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Họ thích sống trong khuôn khổ đó của sự hòa hợp và hòa bình và từ trường và nỗ lực tâm linh. Họ không thích liên lạc với chúng ta, không thích lối sống của chúng ta. Cảm ơn Sư Phụ. Tôi không biết có sách nói về chuyện đó. Tại sao quý vị không đọc sách đó? Tại sao quý vị hỏi tôi? Có sách về chuyện đó sao? Dạ có, Sư Phụ. Tôi không biết là có. Thật thú vị khi đọc những sách nói về người dưới lòng đất. Kính chào Sư Phụ. Có liên quan gì giữa loài người dưới lòng đất và người hỏa tinh không? Không có liên quan. Họ là những người khác nhau. Họ như người địa cầu, đã sống ở đó từ lâu rồi. Họ đến đó vào lúc đầu do sự áp bức tâm linh, bởi vì họ không được tự do tu hành điều họ tin tưởng. Họ cũng tu pháp môn Quán Âm. Ồ, hay quá. Và họ bị áp bức và xua đuổi và bắt bớ, cho nên họ phải ẩn mình dưới lòng đất. Mãi từ đó, họ tự phát triển thành các quốc gia, cộng đồng, và họ tự túc, vui vẻ, hài lòng và sống đời sống của họ đơn giản và cần kiệm. Cho nên, họ không muốn trở lên đây lại đã từ lâu lắm rồi, nhiều, nhiều thế hệ rồi. Dạ hiểu, cảm ơn Sư Phụ. Không có chi. Nếu địa cầu tiếp tục theo tiến trình hiện tại, loài người sẽ có thể cũng xuống dưới lòng đất và có hệ thống tương tự như người trên hỏa tinh không ạ? Chúng ta có thể sẽ tốt hơn nếu loài người đã chuẩn bị cho điều đó, nhưng chỉ nếu chúng ta tốt. Bởi vì nếu chúng ta xấu, thì sẽ mang điều xấu đi khắp nơi. Khi đó có thể không có thiên tai trên đây, trên mặt đất, nhưng sẽ có tai họa dưới lòng đất. Do cùng hệ thống và cùng nếp sống phá hoại,
Rồi chúng ta sẽ chỉ sát hại nhau, giết thú vật, hủy hoại môi trường. Rồi không lâu chúng ta cũng phá hủy hệ thống dưới lòng đất. Rồi chúng ta kết cuộc sẽ bị rắc rối giống vậy, thậm chí tệ hơn. Nếu chúng ta tạo điều thiện, thì nó sẽ theo chúng ta khắp mọi nơi. Cho nên tôi chỉ yêu cầu người địa cầu tạo điều thiện bây giờ để chúng ta vẫn có thể sống ở đây trong không khí tự do và vẫn duy trì môi trường hoặc bất cứ gì còn sót lại mà không tiếp tục hư hoại nữa. Và địa cầu sẽ hồi phục nhanh chóng bởi vì chúng ta chưa đạt đến điểm mà quả tinh đã đạt trước trận đại hủy diệt. Thấy chưa? Nó sẽ ra quá nhanh trong 2 tháng cuối, đến nỗi họ không có thời gian để chuẩn bị. Họ không bao giờ tin việc đó sẽ xảy ra, bởi vì nó quá nhanh. Họ biết điều gì đó có lẽ đi sai, nhưng họ không lắng nghe. Người có trí huệ, người tu hành, có thể thấy được tương lai và biết được nguyên nhân và hậu quả của hành động và phản ứng. Ngay cả vậy, họ nghĩ họ có nhiều thời gian, nhưng họ không có. Trong 5 năm cuối, họ đã được cảnh báo, nhưng họ không nghe. Họ không thay đổi. Và rồi 2 tháng cuối cùng, nó sẽ ra quá nhanh. Quá nhanh, thậm chí không ai có thời giờ để suy nghĩ. 90% chúng sinh ở hỏa tinh chết như vậy. Trong vòng 2 tháng, khoảng 90% chúng sinh trên hỏa tinh đã bị hủy diệt. Rồi 5%, vài tháng sau đó, thêm vài tháng sau, thêm 3,8% nữa. Sau đó chỉ có 0,2% sống sót. Bởi vì họ đi xuống dưới lòng đất và sống trong hang động và sống gần nước dưới lòng đất, không bị ô nhiễm. Họ di chuyển vào vùng ít ô nhiễm hơn. Thế nào đó, họ may mắn. Tôi nghĩ nơi họ ở, nhờ công đức tu hành và nhân quả lành, nên bầu không khí đó ít bị ô nhiễm hơn. Nhờ vậy, họ đã có thời giờ để thậm chí đi vào trong lòng đất và di chuyển bất cứ gì sót lại vào lòng đất và sống cuộc đời dưới đó một thời gian. Họ đã di chuyển thức ăn, hạt giống, thóc lúa, thú vật, máy móc, kỹ thuật, bất cứ gì di chuyển được. Bởi vì họ đã sống trong khu vực ít ô nhiễm, ít không có nghĩa là không, nhưng họ có thời gian để hồi phục. Khi họ di chuyển vào vùng đất lành mạnh dưới đó, họ hồi phục sức khỏe và tiếp tục. Hệ thống dưới lòng đất, ý kiến không tệ, chỉ là tốt hơn chúng ta nương vào điều thiện ngay bây giờ, vào đạo đức, sự quan tâm từ ái và tử tế với mọi chúng sinh thì kéo dài lâu hơn. Thật tình mà nói, đời sống dưới lòng đất không thoải mái lắm. Có lẽ nếu không tu hành tốt, quý vị sẽ cảm thấy ngộp, sẽ cảm thấy rất nản lòng, áp lực lúc ban đầu, bởi vì quý vị biết quanh mình toàn là đất và bọc kính, và quý vị không thể cứ đi lên mặt đất để xem phong cảnh quen thuộc được nữa. Để xem chim bay, để xem thỏ nhảy trong vườn, xem rùa, xem cây, ngắm hoa. Tất cả những điều quý vị từng quen thuộc sẽ không còn. Quý vị biết mình bị bao bọc bởi tường và lớp đất dày, hàng nhiều dặm dưới lòng đất, dưới mặt đất. Cứ nghĩ về điều đó, quý vị sẽ cảm thấy ngộp thở. Cho nên cần thời gian lâu để quen và có chút sức mạnh tâm linh để có thể thật sự sống dưới lòng đất, hiểu không? Một số người không thích bị đóng kín. Quý vị không thể đào đất cao như bầu trời chúng ta có ở đây. Họ tạo nó giống như bầu trời dưới đó, nhưng có giới hạn, chỉ 10 thước từ mặt đất. Bầu trời là mặt đất, bởi vì họ không thể đào nhiều hơn vậy. Họ không có xi măng ở đó, chỉ toàn đất bùn, vân vân. Nếu đào nhiều hơn vậy, nó sẽ sập xuống, sẽ nguy hiểm. Nên quý vị chỉ có bao nhiêu? 10 thước giữa mặt đất và phía trên đầu quý vị. Nhà lầu 3 tầng là cao nhất quý vị có thể có, không có nhà chập trời như ở Nữ Ước, không có gì như vậy ở đó. Quý vị sẽ tiếc nhớ mọi thứ vào lúc ban đầu, sẽ thê thảm. Sống như lòng đất không có gì vui, ta nói quý vị nghe. Chỉ là khi bị bắt buộc thì có lẽ quý vị có thể làm được, chỉ là để sinh tồn, và toàn địa cầu không thể xuống như lòng đất.
quá nhiều. Chúng ta có khoảng hơn 6 tỷ người, không thể đào dưới lòng đất cho bấy nhiêu người. Hơn nữa, sẽ không có đủ nước hay là không khí cho 6 tỷ người dưới lòng đất. Quý vị phải tái chế mọi thứ, tuyệt đối mọi thứ. Nước, quý vị phải dùng lại nhiều lần. Không khí phải dùng lại nhiều lần. Kỹ thuật, quý vị phải phát triển, tăng tiến hơn bây giờ, gấp bội để có thể sinh tồn dưới lòng đất. Và chúng ta chưa đạt tới đó. Tôi rất tiếc phải nói vậy. Cho dù chúng ta đã đạt tới đó thì cũng sẽ tốt, nhưng chúng ta chưa chuẩn bị để sống dưới lòng đất, cho dù có muốn. Không phải muốn sống dưới lòng đất là mình có thể làm. Không. Quý vị cần phải xây cất, cần phải có kỹ thuật thích hợp cho môi trường đó. Quý vị phải biết làm sao để sinh tồn. Quý vị phải tìm nước ngầm trước, nơi nào có nước gần bên, bởi vì sẽ không có nhiều sự chuyên chở và xăng dầu dưới đó, hoặc là những gì như vậy cho quý vị để tiếp tục sinh tồn như cách quý vị hiện giờ. Vì vậy, tôi yêu cầu mọi người xin hãy thức tỉnh. Hãy thức tỉnh. Ăn chay thuần chay quá dễ. Thật quá dễ dàng để yên cho thú vật và các sinh vật khác. Thật quá dễ dàng chỉ sống hòa bình. Rất dễ dàng. Mọi người đều làm được. Mỗi cá nhân chỉ chọn hòa bình và sẽ có hòa bình trên địa cầu. Không cần phải bàn thảo nhiều hoặc là ký hiệp định và tranh cãi hay gì cả. Chỉ cần ăn chay, sống hòa bình với nhau, chỉ có vậy thôi. Rất đơn giản. Và đừng chờ cho đến khi chúng ta phải đào đất để sống. Có lẽ chúng ta sẽ không sống sót để làm vậy. Cho dù có sống sót để làm vậy, tôi không biết chúng ta có đủ kỹ thuật để sinh tồn sau đó. Cảm ơn sư phụ rất nhiều. Còn các chị... Tôi biết tôi đã nói với đầu gối, với khuỷu tay của tôi nhiều năm nay. Và có lẽ tôi vẫn nói với đầu gối của tôi hiện giờ. Nhưng tôi vẫn cứ hy vọng người ta sẽ nghe, ai biết được. Tôi vẫn có hy vọng lạc quan rằng người ta sẽ thay đổi. Có lẽ trong vài năm này họ sẽ thay đổi. Nếu chính phủ đồng ý với điều này, người ta sẽ thay đổi và nhanh chóng. Chúng ta sẽ duy trì được hành tinh và lối sống. Chỉ cần vứt bỏ miếng thịt. Không khó, phải không? Vứt bỏ miếng thịt và có mọi thứ khác. Thay vì mất mọi thứ khác chỉ vì một miếng thịt. Kính chào sư phụ. Chào. Con xin được hỏi, để giúp địa cầu, chúng ta có sẽ dần dần phải trồng rau hữu cơ như canh tác và trồng rau cải ở sân sau nhà. Đây có phải là phương pháp tốt nhất để duy trì sự sống? Phải, đúng vậy. Đó là phương pháp duy trì tốt nhất và tôi nghĩ mọi người nên cố gắng làm điều này. Thậm chí trong sân sau hoặc ban công nhà mình bất cứ khi nào làm được. Những người có vườn làm ở trong vườn. Và những người có vườn nhưng không muốn trồng trọt, có thể cho người khác mượn và chia sẻ thức ăn, bởi vì chúng ta phải học để tự túc từ giờ trở đi rồi. Quý vị không bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra cho địa cầu thật sự, bởi vì lòng người khó đoán. Nếu họ thay đổi sang lối sống từ bi, thì địa cầu sẽ tồn tại chắc chắn. Chúng ta sẽ có khá hơn những gì đang có hiện giờ theo thời gian. Nhưng nếu họ không thay đổi, thì tôi không thể nói gì sẽ xảy ra, cho dù địa cầu có tồn tại. Cũng là ý kiến hay, tự trồng thực phẩm cho mình, lành mạnh hơn, có năng lực của quý vị, và sẽ rất tốt cho quý vị. Quý vị có thể kiểm soát những gì quý vị ăn, và loại thức ăn nào quý vị có, lành mạnh hay không, hữu cơ hay không, cũng rất tiết kiệm. Và cũng vui khi nhìn thực phẩm mình trồng lớn lên bởi sức lao động của mình. Như vậy sẽ giống như sống theo Thánh Kinh. Kiếm thực phẩm bằng mồ hôi trên trán sẽ rất hay. Và ít nhất đối với một số chúng ta, điều đó sẽ rất hữu ích, là ý kiến rất hay. Quý vị sẽ biết loại canh tác nào mình có. Quý vị có thể kiểm soát, sẽ ít bạo lực hơn.
thậm chí ít nhân quả xấu, ít giết hại dùng đất và đại khái vậy. Mặc dù chúng con đang ăn thuần chay rồi, sư phụ cũng đề cập trong nhiều chương trình gia chánh món quà tình thương về việc ăn gây ít nghiệp hơn. Kính mong sư phụ cho vài thí dụ. Đó là thực phẩm tôi thích. Thí dụ, quý vị có thể ăn bất cứ gì hái từ trên cây mà không gây hại đến cây cối. Thí dụ, tất cả trái cây quý vị có thể ăn. Trái cây không chỉ có nghĩa quả ngọt như là cam, táo, mà trái cây cũng có nghĩa là dưa leo, đậu bắp, mướp tây, bầu, bí, đó cũng là trái cây. Chúng mọc trên cây, và quý vị có thể hái mà không làm hại đến cây, thậm chí không hại đến lá trên cây. Và trái cây hữu cơ, dĩ nhiên, trái cây hữu cơ là tốt nhất. Nếu quý vị muốn ăn rau cải hoặc rau thơm, theo khuynh hướng này, quý vị chờ đến khi nó rụng khỏi cây hoặc héo đi, và rồi quý vị có thể lấy dùng. Như vậy, không có nhân quả xấu và không làm hại đến cây. Quý vị có thể ăn hạt, đủ loại hạt từ trên cây. Và cũng có những thứ khác quý vị có thể ăn. Dĩ nhiên, nếu quý vị muốn hỏi điều gì cụ thể, thì tôi có thể nói với quý vị. Kính chào sư phụ. Chào. Kính xin sư phụ khai thị chi tiết thêm về loại thực phẩm nào sư phụ ăn và tại sao. Phải, tôi đã nói với quý vị rồi, tôi ăn thực phẩm như quả và các loại hạt và trái cây, dưa leo và những món đó. Tôi không cần phải cắt cây, không cần phải ngắt lá từ cây, bởi vì rào lá cũng hoảng sợ khi chúng ta làm như vậy. Nhưng nếu chúng ta hái trái từ cây, cây hiến tặng miễn phí. Cây biết trái cây đó là cho chúng ta. Nếu quý vị cắt cây trước khi quý vị cắt, cây đã rất sợ hãi và lo lắng, và tôi không thích tạo cho cây cái cảm giác này. Và nếu tôi ăn, thì người khác phải cắt cho tôi. Cho nên, vì lợi ích của mọi người, tôi từng nấu đủ loại rau cải, và bây giờ tôi nghĩ đến lúc người ta phải biết tôi thích thực phẩm nào hơn. Nếu họ muốn làm giống như vậy thì tùy họ, nhưng trường trai đã là rất tốt rồi. Gây hại ít nhất và ít nghiệp chướng nhất và đóng góp ít nhất vào vấn đề toàn cầu. Đó là những gì tôi ăn. Ngay cả gạo hoặc lúa mì, cây đã héo, vàng, nâu trước khi họ thu hoạch. Cho nên thực tế, cây đã chết trước khi chúng ta gặt lúa hoặc lúa mì. Cho nên không sao. Trái cây cũng bao gồm bắp. Thưa, còn về củ thì sao? Như khoai tây, quý vị có thể ăn. Tôi không ăn bây giờ bởi vì không phải tôi tự trồng, cho nên tôi không biết những điều gì họ làm cho củ. Nhưng nếu quý vị tự trồng chẳng hạn, thì quý vị trồng trên luống đất cao. Âu Lạc Việt Nam, tôi thấy họ làm như vậy. Thí dụ, nếu quý vị muốn trồng khoai lang và quý vị làm thành luống xốp như vậy, cao trên mặt đất, như vậy đất rất xốp và quý vị trồng chúng trên luống cao. Từng luống như vậy và sẽ không có dung đất bị hại. Nguyên nhân ta không muốn rau củ là vì đôi khi họ đào và làm thương hại dung đất, và dung đất là những công nhân xới đất chuyên cần làm cho đất trồng trọt được, làm cho đất canh tác được. Và rồi chỉ vì điều đó, dung đất hy sinh cho chúng ta. Và chúng ta vô tình giết dung đất, việc đó làm ta đau lòng. Nên ta thường tránh ăn củ đó, thậm chí từ trước, nhưng bây giờ tôi không ăn. Đến lúc tôi phải ngừng. Tôi phải chỉ cho người ta điều gì tốt hơn, chọn lựa khác là gì. Nhưng nếu quý vị tự trồng lấy, nếu tôi tự trồng lấy trên đất gò như vậy, thì sẽ không có dung đất trong đó, vì dung đất chỉ đến nơi nào đất bị nghẽn, và dung đất đào nó để làm đất xốp hơn. Cho nên nếu đất đã xốp, dung đất biết và không đánh đó như vậy. Trước tiên, quý vị không hại dung đất và quý vị đào khoai tây. Thứ hai, quý vị thậm chí có thể chỉ nhổ nó lên, không cần phải đào gì cả. Thứ ba, quý vị có thể chờ đến khi thực vật
như cây khoai lang đã tàn úa và chết rồi, sẽ không còn lá nữa, không còn lá xanh nữa, không còn gì cả, chỉ còn lại cọng nhỏ và củ dưới đất, và cây đã chết. Rồi quý vị có thể lấy củ, như thế quý vị không hại cây, không hại dung đất, không gì. Trong trường hợp đó, quý vị có thể ăn rau củ, cũng tương tự với những rau củ khác. Cảm ơn Sư Phụ. Nếu quý vị không muốn sát hại chỉ dung đất, thì chúng ta có nhiều kỹ thuật canh tác hữu cơ bất bạo lực. Nhiều quý vị có thể trồng trong nước, vậy thì quý vị không tổn thương dung đất, hoặc quý vị có thể trồng trên những lúng đất cao như thế và không tổn thương dung đất. Nhưng ta thậm chí không cắt thực vật để ăn, trừ phi nó đã héo rồi và linh hồn của cây đã rời khỏi. Vậy thì được. Trong trường hợp đó, vì quý vị hỏi tôi loại rau củ nào, cho nên có nhiều phương pháp trồng hữu cơ mà ít nhất quý vị không làm tổn thương dung đất. Cảm ơn Sư Phụ. Cảm ơn đã hỏi. Đồng thời, nhiều loại rau củ là như vậy. Nếu quý vị có thể chờ cho đến khi lá xanh đã héo và chết đi, thì khi đó quý vị có thể lấy củ. Như cà rốt, quý vị sẽ không tổn thương dung đất, vì quý vị chỉ lấy nó từ củ, rất dễ nhổ lên. Quý vị không cần đào hay gì cả, như vậy quý vị sẽ không vô tình giết dung đất, chẳng hạn. Nhưng nếu quý vị thật sự muốn không làm hại cây và không làm chúng sợ, thì quý vị chờ đến khi chúng héo và quý vị vẫn có củ dưới đó, và rồi quý vị chỉ nhổ củ lên, không hại tới cây và không hại tới củ. Trong trường hợp đó, quý vị có thể ăn củ đó. Củ sẽ không cảm nhận nhiều, sẽ không có cảm giác gì cả. Khi cây chết, củ cũng không cảm nhận gì cả. Thí dụ, nếu quý vị thích rau thơm và nếu lá đã bị gió hoặc do vài nguyên nhân tự nhiên và bị gãy và rơi xuống mặt đất, hoặc phần nửa đã bị gãy, thì quý vị có thể nhặt và ăn. Trong trường hợp đó, không có bạo lực gì cả. Vấn đề là tôi không muốn tạo ra hoảng sợ hoặc lo âu cho bất kỳ chúng sinh nào, thậm chí cây cỏ. Đó là lý do đó tôi không muốn ăn rau cải nữa. Chúng ta thật ra có đủ, ngay cả chỉ trái cây, ngay cả như đậu hũ từ đậu nành. Đậu nành cũng giống như trái của cây có thể ăn. Đậu đủ mọi loại, chúng là trái của cây. Trái không chỉ là như quả táo và cam, nhưng đậu, đủ loại đậu, chúng cũng là trái. Hạt mè là trái cây mọc từ trên mặt đất, từ trên cây. Và ở lại Việt Nam, họ trồng trọt, chẳng hạn đậu phộng trong đất cát, không có đất và không có dung đất nào từng sống ở đó. Vì vậy, đậu phộng lớn nhanh trong vùng cát. Những loại này, quý vị có thể chờ đến khi cây đậu phộng héo, hầu hết đã úa vàng và hóa nâu. Sau đó khô đi và đậu, quý vị có thể nhổ đậu phộng lên mà không làm tổn thương gì cả. Cho dù quý vị đào cũng không tổn hại gì cả. Quý vị có thể trồng khoai mì, không cần nhiều nước và không có dung đất gần đó. Loại đó quý vị có thể trồng ở bất cứ đâu, thậm chí không cần đất để trồng. Quý vị có thể trồng trong cát hoặc trong những nơi đất rất khô. Có nhiều thực vật và cây chúng ta có thể trồng không cần nước hoặc với vô cùng ít nước, rất thích hợp ngay lúc này vì chúng ta thiếu nước. Từ trồng rau cải rồi, quý vị có sự kiểm soát hoàn toàn về cách mình thu hoạch và những gì mình thu hoạch và những gì mình ăn. Được chứ, kinh. Cảm ơn Sư Phụ. Chúng con xin có vài điều chia sẻ cùng Sư Phụ. À, tuyệt vời. Đến phiền tôi thưởng thức. Cảm ơn Thượng Đế. Thưa Sư Phụ, trong văn hóa con người, người địa cầu luôn luôn say mê về chuyện người hỏa tinh. Chúng ta tự nhiên hiếu kỳ về những người bạn ngoại tinh láng giềng, và do đó có nhiều tài liệu viết về điều đó, bao gồm cả chuyện vui. Ở đây có một chuyện. Có một cô gái đi thăm người bạn hỏa tinh vừa có hai con chó mới, và cô bạn hỏi tên của hai con chó là gì. Người hỏa tinh đáp rằng một con tên là Rolex, một con tên là Timet. Cô gái nói, có bao giờ nghe ai đặt tên chó như vậy đâu. Người hỏa tinh trả lời, không biết sao, chúng là chó canh giữ. Phải, rất vui.
Phải, rất hay, rất hay, rất hay. Cảm ơn quý vị, rất vui. Yes. Thưa sư phụ, để kết thúc buổi hội thảo tuyệt vời hôm nay, chúng con kính thỉnh sư phụ chia sẻ thêm những lời trí huệ và lời khuyên bảo của Ngài cho chúng con và thế giới. Lời khuyên tốt nhất cưng là từ những tấm gương. Tôi nghĩ chúng ta có nhiều trí huệ từ hỏa tinh, từ người hỏa tinh, từ những gì đã xảy ra cho họ và những gì chúng ta khám phá bằng thần giao cách cảm cũng như bằng khoa học. Họ đã khám phá rằng hỏa tinh phần lớn cằn cỗi và không thể ở được, nhưng cũng phát hiện rằng cách đây rất lâu đã từng có nước ở đó. Nước nghĩa là nguồn hỗ trợ cho sự sống. Vậy chuyện gì đã xảy ra cho tất cả những khối lượng nước này? Đó là câu hỏi vô cùng quan trọng cho chúng ta. Cho nên từ hỏa tinh, chúng ta có thể học để ngừa thảm họa như thế, để nó có thể không bao giờ xảy ra cho địa cầu chúng ta. Vì vậy, lời khuyên của tôi là cứ nhìn vào hỏa tinh và đừng quên rằng chúng ta có ngôi nhà rất đẹp ở đây cho chúng ta và cho con cái chúng ta. Và cho cháu chắc một nơi tuyệt đẹp, nói về vật chất, và có tất cả điều kiện để duy trì sự sống và cung ứng chúng ta rất nhiều, thật nhiều điều vui vẻ, thật nhiều vẻ đẹp, thật nhiều tình thương. Mặc dù đây là ngôi nhà tạm thời, nhưng là ngôi nhà rất tốt cho sự tu hành, cho việc thắp lại trí huệ bên trong và cho việc tu hành trở thành chúng sinh cao thượng hơn. Cho nên đây là một nơi rất tốt để lưu lại bao lâu chúng ta được cho phép, ít nhất để phát triển tâm linh, hoặc nếu không cứ vui hưởng, cứ thưởng thức phong cảnh, vui hưởng điều mình có ở đây. Chúng ta có bông hoa trang nhã, có chim muông lộng lẫy, có thú vật phi thường, có cây cối tuyệt vời, núi non hùng vĩ và sông biển bao la, duy trì rất nhiều sự sống và năng lượng và nuôi nắng muôn loài. Và quả là một nơi xinh đẹp. Nếu chúng ta cứ bước ra mọi nơi và nhìn cây cối, hãy tưởng tượng một ngày tất cả bị biến mất và thưởng thức hương hoa thật nhanh trước khi có lẽ chúng sẽ sớm không còn. Chạm lên cỏ bởi vì có lẽ chúng không lâu cũng sẽ biến mất. Hãy tưởng tượng nếu tất cả những cảnh đẹp này, thảo mộc, con người, thú vật, hãy tưởng tượng nếu chúng đều biến mất, quý vị sẽ cảm thấy thế nào? Cho nên chúng ta phải bảo vệ nơi chốn tuyệt đẹp gọi là địa cầu này, bởi vì đây là căn nhà không chỉ cho chúng ta mà còn cho vô số chủng loài khác và môi sinh, các loài động thực vật xinh đẹp. Đây thật sự là một nơi phi thường, cần hàng tỷ tỷ năm để có được địa cầu như vậy, phải cần nhiều công đức đáng khen của con người hoặc thú vật hoặc những chúng sinh khác để kết hợp năng lực này lại hầu có được loài địa cầu như vậy. Đây không phải là tặng vật quý vị có thể mua và tặng cho ai. Đây không phải đồ chơi chúng ta có thể dùng và vứt bỏ ngày hôm sau. Đây không phải một vật dụng mà nếu có hàng tỷ tỷ mỹ kim chúng ta có thể mua. Cho dù có bao nhiêu tiền, chúng ta cũng không thể mua địa cầu này. Địa cầu này thật thanh tú, thật đặc biệt, thật độc đáo, thật xinh đẹp. Không phải hành tinh nào cũng đẹp như địa cầu. Mặc dù chúng ta có những hành tinh đẹp hơn, nhưng không phải tất cả đều đẹp như địa cầu, vô cùng đẹp như vậy. Một số hành tinh không đẹp bằng những hành tinh có người ở, không phải đều đẹp thế này. Tôi ước gì tôi có thể làm mọi người hiểu những lời tôi đang nói. Tôi ước gì tôi có thể lay tỉnh tất cả họ dậy và chúng ta chỉ quay lại, vậy là xong. Chúng ta có thể cứu địa cầu, chỉ cần ăn chay
Không có gì khác thật sự quan trọng nữa. Chỉ cần ăn chay, quý vị có thể cứu ban như cầu qua đêm, chỉ có vậy. Tôi ước mọi người thật sự lắng nghe. Được rồi, quý vị. Cảm ơn thời gian của quý vị. Và cảm ơn tất cả những gì quý vị đang làm. Tôi muốn mọi người biết rằng chúng ta vẫn có thể cứu vãn địa cầu, vẫn còn được. Chúng ta vẫn có chút thời gian, nhưng chúng ta phải quay lại nhanh. Bởi vì chúng ta đang đi vào chiều hướng hủy hoại hiện giờ. Chỉ cần quay lại thì nó trở thành xây dựng trở lại, khẳng định trở lại, rất đơn giản. Nếu không hướng phía Bắc, chúng ta đang đi Nam, quay đầu lại và chúng ta sẽ đi Bắc, nếu đó là nơi chúng ta muốn đi. Tôi tiếc là không có ngôn từ nào lớn hơn, gây ấn tượng hơn hoặc là câu nói nào phi thường hơn để kết thúc buổi họp chúng ta, hoặc tôi có thể gây ấn tượng cho người địa cầu hoặc thuyết phục họ trong bất cứ cách nào. Nhưng tôi chỉ hy vọng họ cảm nhận điều tôi nói là sự thật và thành tâm, và tôi thật sự chúc họ tiếp tục có được địa cầu và cứu vãn địa cầu cho những thế hệ mai sau. Cảm ơn tất cả quý vị. Hãy tiếp tục việc làm tốt. Cảm ơn sư phụ. Chúng con vô cùng cảm tạ sư phụ đã đến với chúng con và chia sẻ trí huệ và tình thương của Ngài. Bất cứ giây phút nào chúng con ở bên sư phụ cũng là món quà vô giá. Chúng con kính chúc sư phụ xinh đẹp nhất, nhiều, nhiều giây phút tuyệt vời và vui vẻ trong hòa bình, sức khỏe và nhiều tình thương trong suốt năm kỷ sửu. Cảm ơn quý vị. Kính mong hào quang thanh cao của Ngài tiếp tục gia trì địa cầu nhiều niên kỷ sắp đến. Cảm ơn quý vị. Chúng con rất thân Ngài, phải tôi chúc quý vị và địa cầu như vậy. Và quý vị biết gì không? Trước khi chia tay, ta có quà bất ngờ cho quý vị. Và quý vị sẽ thích vô cùng. Tôi vừa nhận được thông tin mới đây thôi. Tôi trước đó cũng không biết. Đây cũng là một ngạc nhiên cho tôi vào phút này, rằng không những hỏa tinh, người hỏa tinh mà nhiều hành tinh khác cũng đang xem truyền hình vô thượng sư. Quý vị thậm chí không thể đếm. Quý vị thậm chí không thể đếm tất cả, vô số, đếm không hết, vô số. Bởi vì họ cũng đều quan tâm về loài người trên địa cầu, cho nên họ xem, và chúng ta là người truyền ra thông tin toàn diện nhất, xây dựng và cập nhật nhất. Cho nên họ đang xem, họ muốn biết chúng ta đang làm gì trên địa cầu, và họ muốn biết về toàn thể nhân loại cùng những gì đang xảy ra trên địa cầu chúng ta nữa. Bởi vì như tôi đã nói, không phải công dân nào của những hành tinh khác cũng có thần giao cách cảm, cho nên họ xem truyền hình. Bởi vì những người có kỹ thuật tiến bộ cao, họ xem truyền hình vô thượng sư, và có vô số hành tinh xem. Chúa ơi, ta thật vui, thật hãnh diện, thật phấn khởi. Chúc mừng. Và chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới, sư phụ. Thank you.